Ngày 9 tháng 10, ông Hoàng Bá Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cho biết cơ quan công an đang điều tra vụ việc một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện tử vong trong bồn cầu tại một xóm trọ. Theo ông Trọng, nhiều người thuê phòng tại dãy nhà trọ của bà Nguyễn Thị C, chú tiểu khu 2, phường Bắc Lý, ngửi thấy mùi hôi nồng nặc từ một căn phòng nên báo cho chủ trọ. Bà C sau đó mở cửa phòng để tìm nơi phát ra mùi hôi và làm vệ sinh thì phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi dưới bồn cầu. Sự việc ngay lập tức được báo cho cơ quan công an tiến hành điều tra. Căn phòng nơi phát hiện thi thể đang bỏ trống. Bà C cho hay dãy trọ chỉ có 3 phòng. Người thuê trước đó là một phụ nữ và đã trả phòng cách đây khoảng 1 tuần. Ông Trọng cho hay, chính quyền địa phương đã làm lễ mai táng cho em bé xấu số.